Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Trôi theo làn sóng, tập 27. Phương Vũ ấm ức đến thế, rõ ràng bao nuôi gì gì đó chỉ là tin đồn, còn mình mới là kẻ được bao nuôi hàng thật giá thật, không lừa già dối trẻ. Đợt quảng bá âm bôm trước đó cũng phải bay đến khắp nơi, không biết anh ấy có giúp người khác sắp xếp hành lý như thế này không. Sáng mai anh lên máy bay tới phim trường ở thành phố G để thông cáo rồi. Cốc và bàn chải đánh răng cùng đặt ở trong ngăn kép này, quấn trong khăn tắm, đừng quên nhé. Anh từng học dọn dẹp à? Cần gì phải học chứ, quen tay hay việc đó. Từ cấp 2 tôi đã ở nội trú ở trường rồi. Khả năng tự túc hẳn là tốt hơn các anh một chút. Vù vù. Tên này bình thường ăn nói giản dị, dường như rất dễ bị nhìn thấu. Nhưng mình đã từng thấy quá nhiều bộ mặt khác nhau của anh ta. Đơn thuần yếu ớt, đáng thương, thậm chí là quyến rũ. Không biết đâu mới là thật sự là anh ta. Mình không thích cảm giác mọi thứ thoát khỏi tầm kiểm soát, nhưng Ninh Lan lại không nên bị mình kiểm soát. Vù vù. Nhóm trưởng. Thình thịch, thình thịch. Sao thế? Ngày mai nhóm trưởng đi rồi. Thình thịch, thình thịch. Nhóm trưởng đã bao tôi rồi. Không làm một nháy nào, anh không cảm thấy lỗ à? Anh làm gì đó? Anh nói xem. Đi xuống. Anh siết tôi đâu rồi? Anh đi xuống trước. Giường trên không chịu được sức nặng như vậy đâu. Được. Anh vịn lấy này. Làm sao mình biết được đi lên thì dễ, đi xuống lại khó chứ. Phục. Khụ. Mẹ nó xấu hổ chết mất. Hay là nhảy thẳng xuống dưới luôn đi. Xoạt. Bộp. Cậu ấy đang khoe khoang đấy à? Xuống đây đi. Đừng sợ, tôi đỡ anh.